cá hương, hương đốm, một con nữa. Hương đốm mấy cá kia ăn mà dính con cá này, mày móc ngoài móc vô hả? Cá kia ăn chứ không phải cá này ăn. Rồi dành ăn. Chính rồi. Nâu. Bực 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 làng chả. Một em nữa. Ốc tiêu không trời. Câu hai lưỡi gì? Nầu đầm nhất lắm. Nhất nó tê mà tê lâu không hết, lâu hết khó chịu lắm. Trời ơi, chìm một phao luôn, chìm luôn, phao bự mà chìm phao luôn. Ôi dính cá bự rồi. Wow. Cái gì? Chét. Nó lù đù quá chét. Lù đù mày ơi. Một con nữa. Quá hay cái nâu bự. Ê, ê, ê. Đâu quay vậy? Quá. Chúng mảnh nè. Mua gạo rồi. Quá. Con này cũng đực hơn cái đó. Màu tím nha. Lấy cây mở nè. Mở cây nè. Cùng chiều luôn. Nãy giờ được con này bự nhất. Kiên trì lắm, mà nãy giờ con chỗ một trung thành chỗ một ha. Cuối cùng dính rồi. Con bự bạn ơi. Con này là bự nhất nãy giờ. Quá sáng nay các bạn ơi. Bụng à. Trên mặt thôi.
sáng mình đi mình câu rồi. Mực các bạn ơi, mực tôm nè, nhìn thấy ngon à. Tôm, tôm. Lục cá nhậu bạn ơi, giờ nghỉ câu nắng lên, nắng quá nghỉ trưa chút đi, mát câu nữa. Thấy bột tôm kia đâu chưa? Kìa đó, giờ lục tôm, lục mực, lục cá nhậu, gai uống lon bia hai lon bia ngủ, con giỏng ngủ, để bỏ nhỏ đi, bỏ cái bụi thôi, có lưỡi than, im rồi đó. Hai bên nó có gió, nó không gió được, ba cùng gạch nó tắt queo. Lục tôm ăn trước à. Tôm đủ ăn các bạn ơi. Ừ, được á. Không mua, nào tự chế được chế. Đợi một thời gian, để kiếm tiền. Dính cái ngắt rồi. Nồi mini. Bữa nay hai thằng ăn dừa các bạn ơi. Mai chiều lấy nồi nấu cơm ăn luôn. Cái mớ gạo. Tối lên. Chuyển màu à. Con tôm nấu chưa? Chín rồi đó. Sâu lên là chín rồi đó. Còn giờ gấp ra. Ừ. Lấy nước này bỏ cá luôn ha. À, thay đổi nước mới. Mực vô. Đổ bên ngoài đi, cái đây nó cá nhưng luộc. Cá mực. Màu chín lắm. Mình đổ tép ở đây nha. Sao quá hấp dẫn. Em công về tới luôn được ngoài. Quá hấp dẫn. Ừ.
mồi bén không xây không về. Lát mình lấy nước này mình luộc cá nữa ha. Đang cháy đó. Quá hấp dẫn bạn ơi, cá câu lên ăn liền. Muối ớt vậy, mặn mặn dễ ăn. Rồi được rồi, tự nó sôi nó ụt lên. U cầm này. Mùi hấp dẫn quá. Đây nè, cá bự nè. Năm ba món cá câu, mực, tôm, hai cái này mua này câu, còn đây cá đây luộc ít vô mở bản nha. Một không quá, quá ngon, uống ly đầu tiên nó ngọt. Có thử miếng mực nha, cái gông mực nha. Chấm muối ớt. Đũa này đũa chế nha các bạn ơi. Quá ngon. Mấy dưa leo đang ngọt, thử cá nâu quá phê, đã gì đâu. Làm miếng mực nữa kìa, mực này mực nang này ngon lắm. Anh đã để nguyên con luôn ăn đã, cạp nguyên con luôn. Đi thứ hai các bạn ơi, cái chưa nắng rồi uống bia đã khác. Mực cá luộc, mực tôm luộc, chấm dưa leo, ăn vậy mà ngon.
2 ly. Ta xuống ăn tiếp cá nâu coi. Còn nóng không? Nước húp ngon đó. Tưởng đổ bỏ nha. Nóng lắm, mà húp nãy cái gác nữa chứ. Gác không? Trời đỡ ngủ không? Dạ, húp này nè. Tôm đi. Tôm quá ngon rồi. Tôm đất ngon thế ghê luôn. Một tôm này mình mua đi câu nè. Để phòng sợ không có cá lấy tôm luộc ăn luôn. Bữa nay cũng may mắn có cá. Còn cái tôm luộc ăn hết luôn. Ngon mực. Mực tươi nè. Mọi ghe mới vô. Ngon quá. Bốc mày ha, nó ngon nè. Bốc nè. Chuột bạn ơi. Bánh mì các bạn ơi. Sáng đi câu cá còn dư nè. Nhìn thấy ngon hấp dẫn. Cá lụa nè, rau cần nè. Dưa chua nữa. Quá ngon. Không có chạy qua chỗ mình. Kiếm tảng đá nào mát mát lên nằm nè. Mát mát vậy. Tao đang ăn đó, ăn đi. Cá mú nè. Một cái nửa con nè. Đưa hết đây.
Lo rồi. Mày không chưa? Rồi. Đi cuối cùng đi. Hết chưa? Hả? Hết rồi. Làm nốt con tôm nè.